xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói việt nam Thưa quý vị và các bạn, cái ghế giám đốc đài phát thanh và truyền hình Bắc Hà ở tỉnh Nam Bình đã có chủ. Đó chính là ông Lê Hùng Dũng, 46 tuổi, cử nhân chính trị, đại học xây dựng, tiến sĩ triết học, giám đốc trung tâm nghiên cứu cận tâm lý, hàm tổng cục trưởng. Nếu xét về tuổi thì vừa độ, bằng cấp nhiều, chức vụ cũng tương đối có điều, tất cả chức tước nghề nghiệp đều không liên quan gì tới báo chí phát thanh và truyền hình. Nên ngay khi biết được thông tin này, cả tập thể Đài Bắc Hà đều như ngồi trên đống lửa. Đỗ thiết dường như bị đứng hình. Hoàn toác thì sung phong đại diện anh em trong đơn vị thảo đơn thư thu thập chữ ký của mọi người để chỉnh lên ban tổ chức cán bộ với nội dung yêu cầu giải trình về việc đưa một đồng chí được xem là ngoại đạo về làm quản lý cơ quan báo chí anh em trong đơn vị đang kỳ vọng vào lá đơn của hoàn có thể sẽ thay đổi cục diện họ cho rằng phải làm thế để cấp trên biết rằng không phải cậy quyền cậy thế muốn làm gì thì làm phải cho lãnh đạo biết thế nào là sức mạnh của sự đoàn kết của một tập thể liệu lá đơn do so hoàn chấp bút có được cấp trên lưu ý giải quyết không bây giờ qua giọng đọc phát thanh viên minh nguyệt mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuốn truyện sóng độc của nhà văn trần gia thái biết truyền từ bao giờ mà dân ở đây hay nói câu cửa miệng đấu võ tây kinh không bằng cãi lý nam bình đất nổi tiếng học hành khoa cử phát về ngành luật lý lắm luật sư thầy cãi thời phong kiến bắc thuộc vua lập đoàn sứ thần đi bang giao với ngoại quốc bao giờ cũng có người nam bình tháp tùng thời phong kiến thực dân đến bây giờ là dân chủ thời ta cũng vẫn nổi tiếng là dân nam bình hay cãi kiện mà đã cãi đã kiện là chỉ có thắng Người ta bảo câu thành ngữ Cãi nghiêng cối đá Cãi lật chàng say Là xuất xứ từ Nam Bình Chuyện kể ngày xưa thi cử đỗ đạt Được phong chức rồi bổ về Nam Bình Vị quan nào cũng ngại Đất chiêm khê mùa thối Dân quá nghèo Sau này mới xây thêm nghề tiểu thủ công nghiệp Chứ hồi đó nhõn nghề trồng lúa một vụ Vỡ đê lụt lội Mất mùa liên miên Đã kém bổng lộc lại gặp dân lắm chữ xảy ra là bị thưa kiện mà cái ngông cái ngang cái lý phải của người nam bình nó cũng khác lý sự của người nam bình bao giờ cũng được viện dẫn dài dòng từ lịch sử sửa xưa nói có sách mách có chứng nghe lọt lỗ tai chứ không phải kiểu lý sự cùn cãi chầy cãi cối họ thuộc lòng các xã sử huyền sử từ thời trần thời Nguyễn, thời Lê, có khi còn hăng máu quá đà, ngược xuôi về từ thời loạn 12 sứ quân để dẫn giải thuyết phục. Bố ai mà biết được những chuyện từ đời củ tỷ âm ti đó mà xác định đúng sai để tin hay là không. Vậy nên cứ dọn tai mà nghe, chả dại gì đôi co phải trái. Làng ta xưa thế này, tổng ta xưa thế kia, phủ ta sang sơn hùng cứng, nổi tiếng chấn sơn nam. Tổng đốc Thành Hà tuần phủ Đông Sơn còn là học trò cụ tam quê mình. Ngày tịch điền, vua về quê ta đi cầy còn trố mắt khi thấy trẻ trâu lấy roi vạch chữ nho đú nhau trên đường làng. Thôi thì truyền thống quê hương, ai chẳng tự hào hãnh diện, có thể khen hơi quá hoặc không có cũng không sao. Đây là khen kia mà, có chê, có kể xấu đâu, thế thì cũng tốt chứ. Tổ tiên truyền cho cụ kỵ cụ kỵ truyền cho ông bà ông bà kể lại cho con cái rồi con cái lại sang tai cháu chắt chút chít nghe nhiều thành quen quen rồi thì thuộc thuộc rồi thành đúng mà đúng thì đích thị là lịch sử là truyền thống tốt đẹp của tổ tiên rồi thuộc lịch sử làng mình quê mình truyền dạy cho con cháu biết càng tốt càng nên chứ sao vậy là ai cũng biết nghe và biết kể câu chuyện mỗi lần kể một khác tích trò cốt truyện văn phong cũng được thay đổi theo thời gian theo chủ quan của người kể thành thử những câu chuyện dân gian về cách sống của người nam bình cứ ngày một phong phú đa dạng nếu có ai dụng công sưu tầm biên chép ra chắc cũng phải dày gấp mấy lần cuốn kho tàng cổ tích chuyện việt nam có một thầy giáo dạy văn quê ở mạn thanh nghệ tên là bùi trương được phân về trường cấp ba tỉnh đất lành chim đậu ông bén duyên với mảnh đất này Nam Bình trở thành quê hương thứ hai của ông. Ông nổi tiếng toàn tỉnh là thầy dạy văn giỏi và có nhiều trò học văn xuất sắc. Học trò của ông năm nào cũng có em đoạt giải nhất, giải nhì thi học sinh giỏi văn toàn miền Bắc thời chống Mỹ và sau ngày thống nhất là toàn quốc. Sáng kiến tổ chức sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh thì diễn thuyết hùng biện của ông được các trường cấp 3 trong tỉnh hưởng ứng. Sau này truyền hình nhà nước mở chuyên mục thi bình luận chính là lấy cảm hứng từ cuộc thi do ông nghĩ ra nói lấy cảm hứng là nói cho lịch sự chứ ai chả biết nhà đài đã photocopy sao y bản chính cái format của ông giáo dạy văn nam bình ông giáo còn nổi tiếng bởi đã dụng công dành hàng chục năm trời đi khắp các thôn xã huyện trong tỉnh sưu tầm khảo cứu tập hợp biên soạn nên tập sách dày gần nghìn trang mang tên đất và người nam bình nó không khác gì một công trình nghiên cứu khoa học xã hội đời sống tầm cỡ Nhiều nghiên cứu sinh đã dựa vào tác phẩm của nhà giáo Bùi Trường Để làm luận án thạc sĩ tiến sĩ Người ta bảo ông giáo này cũng thật thà chân chỉ hạt bột Chứ bằng ấy tư liệu đã được biên soạn khoa học Trình bày một cách hệ thống mà vào tay các giáo sư tiến sĩ Khác gì họ phải trẻ ra được xăm bảy công trình nghiên cứu khoa học Thành đề tài cấp quốc gia hay châu lục chứ chẳng chơi chỉ riêng chương chìm nổi hạt thóc nam bình cũng đủ chất liệu để triển khai đề tài lớn nghiên cứu về văn hóa sông ngòi văn minh lúa nước văn minh lúa nước là nền văn minh của nhân loại bắt nguồn từ chính châu á mà nước ta là trung tâm tầm cỡ quốc tế đó cuốn sách của ông giáo dạy văn thanh nghệ được nhà xuất bản văn học dân gian ấn hành sạch tái bản hơn chục lần in đến đâu bán sạch đến đấy đắt như tôm tươi nhuận bút mua được hàng chục tấn tóc bằng nhà Trung Đông làm mấy vụ. Nghe kể vào cái năm lãnh đạo cao cấp của ta phát động phong trào những việc cần làm ngay, thì nhà xuất bản của tỉnh chớp cơ hội cho biên tập lại, rồi tái bản cuốn sách Đất và Người Nam Bình. Cuốn sách được rút gọn còn hơn 300 trang in, mang cái tên giản dị rất lúa má rau cỏ. Rất nông nghiệp, nông thôn mới, đó là đa nghề, đa nguồn đa dạng sách in ra vừa mới nộp lưu triệu xong thì đã có lệnh cấm phát hành an ninh văn hóa đến tận xưởng in để tịch thu sách được niêm phong chất lên xe tải trở đi chuyện chấn động gây bão gây gió trong cái tỉnh đồng bằng bé xíu này dưới xuất bản sách báo văn nghệ báo chí giáo dục lại được dịp túm năm tụ ba bàn thảo tranh luận ở mọi lúc mọi nơi sách lần đầu xuất bản có sao đâu Tái bản tới năm bảy lần báo đài còn khen thôi rồi. Lý do gì mà thu hồi cấm phát hành gì? Thấy nói nhạy cảm có vấn đề chính trị. Chả biết thế nào một lần. Sớm đúng chiều sai, đến mai lại đúng. Cái nhạy cảm nó vô cùng. Ở nước mình, thượng vàng hạ cám, cái gì chẳng quy là chính trị được. Đã chính trị thì phải nhạy cảm rồi. Hồi chống Mỹ cứu nước, có nhà nhiếp ảnh nổi tiếng vác máy ảnh ra chụp máy bay Mỹ ném bom cầu rồng. Khói bom sặc sụa, ông rút vật gì đó đưa lên miệng, vừa hít vừa thở. Ngay lập tức, có bốn anh dân quân xông ra vật ngửa, trói nghiến lại, giải ngay về xã. Chúng tao theo dõi đã lâu, bắt quả tang mày là gián điệp, đang alo gọi điện chỉ điểm cho máy bay địch bắn phá. Khổ quá, đấy là cái bơm hen. Bạn học của ông nhiếp ảnh là cán bộ bộ ngoại giao, đi Pháp về mua cho ông ta. Cái bơm dùng để xịt vào miệng khi bị lên cơn hen khó thở. Ông này hen mãn tính, dị ứng với khói bom, chứ không phải bộ đàm bộ điếc gì. Hồi ấy đài còn truyền thanh dây thép. Đa phần dân nghe Trung loa công cộng trên cây đa hay cột điện. Điện thoại còn kéo dây thép lập chạm. Mỗi xã, mỗi phường chỉ có một điện thoại để bàn. Ở ẹ, tậm tịt, hết thùng cả tai, vẫn không nghe rõ. Lấy đâu ra vô tuyến mà bộ đàm? may cho ông nhiếp ảnh. Bạn của ông là giám đốc công an, cười vỡ bụng, bắt quân phải xin lỗi, trả lại cái bơm hen, rồi cho xe, đưa ông ấy về tận nhà. Sinh ư nghệ, tử ư nghệ. Khổ thân nhà nhấp ảnh già say nghề, say chiến đấu, bị nhốt một đêm ở đồn, mũi đốt chí chết. Tai hại nhất là cái bơm hen, chắc đồng chí kỹ thuật hình sự tháo ra nghiên cứu thế nào, mà về nhà chả còn tí hơi nào không xịt được nữa. Có một chuyện nhạy cảm chính trị nữa cũng cười ra nước mắt. Cậu Bí Thư Tri đoàn Thanh niên đang là thành phần cốt cán, hăng say đi đầu trong phong trào lao động sản xuất. Mỗi người làm việc bằng hai, bỗng dưng bị bắt tạm giam, chờ công an huyện về điều tra xét hỏi, chỉ vì nghi là phần tử phá hoại. Cậu này cùng các bạn đoàn viên thanh niên đi phun thuốc trở sâu cho bèo hoa dâu. Xong việc ra ao làng để rửa bình bơm tiếc của rời, anh ta chút chỗ thuốc sâu thừa xuống ao để lấy mấy cái chai đựng thuốc trừ sâu bằng thủy tinh trắng rất đẹp, rửa sạch mang về, đựng mắm đựng dầu. Cá ao hợp tác xã chết nổi, trắng phớ như chuyển đơn máy bay Mỹ thả, thế là bí thư đoàn bị quy tội phá hoại. Phá hoại do vô tình thì còn đỡ, chứ phá hoại do địch cài vào, phá hoại có tổ chức thì rất nghiêm trọng. Không thể xem thường bình thường chỉ vớt số cá chết lên cân xem thiệt hại bao nhiêu bắt phạt đền bù bằng thóc bằng công điểm là xong nhưng gia đình cậu này vốn thành phần địa chủ sau cải cách dụng đất mới được điều chỉnh xuống trung đông lớp trên nên phải soi xét kỹ trưởng ban kiểm soát hợp tác xã đề nghị làm rõ vô tình hay là cố ý có sự chống đối ngầm ở đây hay không anh ta còn cho rằng không loại trừ sự cấu kết liên quan tới ông bố cậu bí thư đoàn trước đây nếu đúng thì nó thuộc về tư tưởng ý thức hệ giai cấp phức tạp lắm chứ không đơn giản đâu chuyện này đứng nhắc lại thì mọi người mới nhớ đúng là ngày ấy cũng ấu trĩ ông bố cậu bí thư đoàn bị bắt vì tội ném gạch vào hội nghị ở sân chùa nơi cán bộ đội cải cách đang hoạch định kế sách đấu tố dân quân gác bảo vệ an ninh cuộc họp bắt giữ tại trận đúng lúc ông này gánh đó đi đơm vừa ngang cổng chùa thì có mấy hòn gạch to tổ bố ném rào rào vào cuộc họp, làm vỡ chiếc đèn băng sông. Bị cha hỏi, ông ta thề sống tề chết, có ăn gan hùm, nhà con cũng không dám gây tội với đội cải cách. Ai chả biết hồi cải cách ruộng đất, đội là số một, nhất đội nhì rơi. May quá, hôm sau mấy đứa trẻ trong làng nhận lỗi do chơi trò đánh trận giả, dùng gạch làm thủ pháo, không may mấy hòn đạn pháo bằng gạch lạc vào sân chùa, trúng vào chỗ cuộc họp phục 70 đời cho nhà ông ta, thế là được giải oan. May cả cho mấy đứa trẻ, giá hôm ấy gạch không rơi vào cái đèn băng sông mà lại trúng vào đầu cán bộ đội cải cách thì lôi thôi to. Ông ta chỉ bị nhốt một đêm ở kho phân lân của hợp tác xã. Cửa kho không có khóa, dân quân lấy bẹ chuối khô bệnh thừng buộc vào, vậy mà ông này cũng không dám mở cửa. Đám quỷ xứ nhà rời kia bị bố mẹ đánh cho một trận đên thân còn phạt nhịn cơm các nhà có con hư phải gom tiền mua cái đèn băng sông mới đền cho đội cải cách. Thế là hai chục năm sau, người làng còn nhớ. Trưởng ban kiểm soát lúc đó mới lên ba tuổi đã biết gì đâu. Nghe thầy Bu kể lại nhưng lại quên đoạn trẻ châu đã nhận lỗi. Đồng chí chủ nhiệm hợp tác xã biểu dương và đánh giá ý kiến của trưởng ban kiểm soát là ý thức trách nhiệm sâu sắc và tinh thần cảnh giác cách mạng cao độ song không sử dụng ý kiến tham mưu đề xuất của trưởng ban kiểm soát vì chính ông chủ nhiệm là một trong những đứa trẻ chơi trận giả tối hôm đó chủ nhiệm kể mông mình bây giờ vẫn còn vết sẹo do bố đánh ông bố đồng chí bí thư đoàn thực chất là bị bắt nhầm mọi người được mẻ cười câu chuyện cũng dịu đi hôm sau công an huyện về nghe xã báo cáo nhanh rồi cũng kết luận sớm rất có lý có tình tội của bí thư tri đoàn là rốt, không hiểu biết khoa học kỹ thuật nên không lường hết tính độc hại nồng độ cao của loại thuốc trừ sâu GGT. Tuyệt không có sự phá hoại chủ quan nào ở đây, cũng không thấy có dấu hiệu của thế lực phản động giật dây phá vỡ phong trào hợp tác hóa. Đúng là như vậy, một hợp tác xã điển hình trong một xã điển hình của một huyện lá cờ đầu, làm sao mà các thế lực thù địch lọt nổi vào đây mà phá hoại kia chứ? Thế là may rồi, sau khi xin ý kiến các đồng chí công an huyện, đồng chí chủ nhiệm hợp tác xã cũng đưa ra hình thức xử lý thấu nghĩa thấu tình. Hơn 50 kg cá mè, cá chép, cá trôi, gọi là cá trắng bị chết là cá do hợp tác xã xuất tiền mua giống về thả. Bí thư đoàn phải bồi thường theo giá chợ đen. Đúng ra, nếu số cá kia không bị chết, sang năm tắt ao phải là hàng tạ, Tuy nhiên, hợp tác xã không phạt lũy tiến theo tỷ lệ tăng trọng của lũ cá vì xét tới tinh thần công tác tốt của đồng chí Bí Thư Đoàn. Số cá chê, cá quả, cá rô, cá giếc, gọi là cá đen, chết hơn 20kg là cá tự nhiên sinh ra, không phải là công của ai, nên cũng miễn, không phải đền bù. Cái kiểu nâng quan điểm hay suy luận ta địch, quy chụp như trong câu chuyện chiếc bơm hen của nhà nhếp ảnh già và đồng chí bí thư tri đoàn thanh niên làm chết cá không ngờ lại được đem ra áp dụng trong việc đánh giá và xử lý cuốn sách đa nghề đa nguồn đa dạng thế mới tai hại lý do cuốn sách bị cấm được giữ bí mật khá lâu sau này dò gì người trong tỉnh truyền tai nhau mới biết nguyên nhân cũng lại vì hai chữ nhạy cảm sách ca ngợi các ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống của địa phương nó đã giúp xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu cho thành phần kinh tế tập thể thay đổi bộ mặt nông thôn nam bình điều đó đâu có sai còn đáng biểu dương nữa kia cái sai là mấy ông biên soạn coi nghề luật cũng giống như ngành nghề thủ công truyền thống như đặc sản của quê mình họ thống kê nam bình ngày xưa có bao nhiêu ông thầy cãi thầy kiện các ông luật lý trạng sư ngày nay có bao nhiêu luật gia luật học các nhà pháp chế pháp quyền. Mỗi năm, tỉnh Nam Bình có hàng trăm con em sinh viên thi đỗ vào học các trường đại học luật, khoa học, hãng luật, các nhà luật nhà hùng biện tương lai, ra trường tỏa về các cơ quan như tòa án, hội luật gia, viện kiểm sát, trọng tài kinh tế, cục vụ viện pháp chế, các văn phòng pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm toán, dẫn chương trình ở các đài truyền hình phát thanh, các công ty media, công ty giải trí những em xuất sắc trong nước nhà lại có điều kiện thì tiếp tục du học môn luật ngành luật ở các nước ngoài đời sau nối đời trước thế hệ sau nối thế hệ trước lớp sau nối lớp trước cứ như một sự sắp đặt tự nhiên nghề luật trở thành một ngành nghề lâu đời truyền thống mang bản sắc thương hiệu người nam bình mang lại lợi lạc về mặt nào đấy còn hơn rất nhiều các ngành nghề thủ công mỹ nghệ khác mấy vị biên soạn sách còn tiên lượng những việc cần làm ngay mở ra cơ hội cho những người nam bình trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng lập lại trật tự kỷ cương xã hội nhanh nhạy phục vụ cho công tác tiếp thị quảng bá pi cho nghề luật sư thầy cãi nghề dẫn chương trình nghề hùng biện của quê hương nam bình các tác giả biên soạn sách còn kê ra trong mục chú giải tới hàng mấy trăm vụ thắng kiện lớn vụ tố cáo sai phạm tầm cỡ những vụ tham ô, tham nhũng, đình đám bị phanh phui do công của các nhà luật Nam Bình. Hoảng quá, bí thư tỉnh ủy kêu trời trong cuộc họp thường vụ. Thế này thì chết, kính không bỏ phiền, lợi bất cập hại. Các đồng chí biết không, người ta đang kháo loạn lên. Họp Trung ương, bí thư các tỉnh, bộ trưởng các ngành họ nhìn tôi. Bí thư tỉnh ủy Nam Bình như nhìn kẻ phản phúc đâm sau lưng đồng chí đồng đội. Cả nước sáu chục tỉnh thành tỉnh nào cũng có vụ án kinh điển bị sách Nam Bình biêu diếu. Họ bảo mọi nơi dính tràm, hư hỏng hết cả, còn mỗi Nam Bình là ngay ngắn, là trong sạch. Họ nói bóng nói gió, cán bộ nộp kho hết rồi, lấy đâu ra người làm việc. Đề nghị Trung ương điều cán bộ Nam Bình cứu nguy, chi viện cho các tỉnh. Việc cần làm ngay là các địa phương phải khẩn trương nhập khẩu cán bộ Nam Bình. Đấy, ném chuột vỡ bình đấy, còn hơn cả vỡ bình ấy, đây là vỡ đèn đổ dầu bén lửa, cháy nhà, cháy làng. Phải làm đến nơi đến chốn. Tôi nghe báo cáo sách của nhà văn, nhà giáo, bùi trường trong đất và người Nam Bình không viết thế. Lấy người ta, rồi mua ly phê đi. Tô vẽ thêm dâu thêm tóc, thêm sừng thêm mỏ, thêm vuốt thêm nanh. Người đẹp Nam Bình trong sách bùi trường được các ông vẽ lại thành ma cà rồng đi dọa cả nước. Đấy mà là làm thương hiệu à? Đấy mà là xây dựng hình ảnh à? lấy sách của người ta chưa xin phép, chưa hỏi ý kiến, chưa được sự đồng ý của người ta, đã tự động đem in, đề tên mình, còn chơ cháo nói là rút từ tập đất và người Nam Bình, phòng theo chuyện của tác giả Bùi Trường. Như thế gọi là gì? Vi phạm bản quyền à? Trên quê hương của những nhà luật lý lại đi làm chuyện vi hiến vi luật à? Gọi là đạo ư? Phải gọi rõ tên tiếng Việt là ăn cắp, ăn cướp, cướp ngày, cướp cạn, là chấn lột bức xúc quá, bí thư tỉnh ủy tuôn ra một thôi một hồi, không phanh được. Kết thúc bài phát biểu chỉ đạo, bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh hai từ phải nghiêm. Cùng với âm thanh dằn giọng khi nói tới hai từ phải nghiêm ấy, ông dơ bàn tay phải to như tay hộ pháp, chặt phập xuống mặt bàn, vẻ mặt đầy giận dữ và kiên quyết. Thấy bảo sau cuộc họp, ông bị tăng huyết áp, phải vào viện đa khoa tỉnh mất vài tuần. Bệnh viện tuyến dưới định chuyển ông lên tuyến trên tại Hà Nội, nhưng ông không đồng ý ông bảo đuôi trâu còn hơn đầu gà ở tỉnh ông còn được các bác sĩ chăm sóc chú đáo chưa lên trung ương dạng cán bộ như ông nhan nhản như lá nhãn lấy đâu ra mà được chăm sóc đặc cách cuối nhiệm kỳ đó ông vẫn được trung ương cơ cấu tái cử ban chấp hành nhưng ra đại hội bầu thật không may nếu thêm hai phiếu nữa thì ông trúng tiếc cho ông quá một con người năng động tháo phát hết lòng vì công việc Đề án 10 năm phát triển đưa Nam Bình trở thành tỉnh kinh tế du lịch và nông nghiệp sạch, tầm nhìn trước 30 năm của ông đã qua bước tạo đà, đang phát triển theo hướng ổn định bước tăng. Dân Nam Bình quy ngay thủ phạm đánh trượt khóa tái cử trung ương của bí thư, chính là cuốn sách đa nghề, đa nguồn, đa dạng. Ai bảo văn chương chữ nghĩa không gây họa? phòng đoàn hữu phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo thành ủy hôm nay đông khách khác thường người ra vào nhộn nhịp khách chờ kín ghế ngoài hành lang sắp đại hội đảng bộ tỉnh công việc nhiều trưởng ban lại ốm nằm viện mọi việc dồn cả vào đoàn hữu vẫn tác phong quân đội đi lại nhanh nhẹn dứt khoát anh ân cần tiếp khách niềm nở với mọi người thái độ trân trọng cử chỉ thân mật khách đến đón bằng cái bắt tay ấm nụ cười gần gũi khách về, chủ khách đều tươi, công việc giải quyết êm du Hơn 11 giờ ngoài hành lang khách chờ làm việc với Hồng Khanh còn hai người, Hoàn Toác và một người đàn ông thấp nhỏ, tóc muối tiêu, chừng sắp gì tuổi hưu. Đoàn Hữu mở cửa tiễn khách vừa làm việc ra. Đến lượt mình, Hoàn Toác vừa gật đầu chào Đoàn Hữu, vừa phăm phăm bước vào. Hồng Khanh nhỏ nhẹ. Nhà báo chờ lâu quá phải không? Xin lỗi, hôm nay nhiều khách, nhiều việc cần giải quyết quá. Biết là nhà báo rất bận nhưng mình đề nghị anh vui lòng đã chờ thì chờ cho chót, thêm một chút nữa cũng không vấn đề gì gì. Anh Hoàn nhường bác đây vào trước nhé. Bác đây là chủ tịch hội cựu chiến binh huyện Ba Sao, đạp xe đạp hơn 30 cây số từ vùng núi Ba Sao về đây đấy. Vâng, thế thì tốt quá. Cảm ơn thủ trưởng, cảm ơn nhà báo tôi chỉ xin quý ban bút phê chỉ đạo cho địa phương về chủ trương chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ và trao nhà tình nghĩa cho ba gia đình thương binh thuộc diện hộ cận nghèo thôi rất nhanh ạ nhà báo thông cảm nhường cho vào trước thì quý hóa quá vâng mời bác tôi đồng ý mà bác vào đi hoàn ngồi lại ghế rút điện thoại ra đọc tin nhắn miệng lẩm bẩm đúng là cán bộ tuyên giáo nói khéo nói khôn rất tâm lý lấy lòng dân Giọng cứ ngọt như mía lùi Mình phải học ông anh này cái chiêu dân vận quá đỉnh Hoàn ngồi lại ghế rút điện thoại ra đọc tin nhắn Miệng lầm bẩm Đúng là cán bộ tuyên giáo Nói khéo nói khôn Giật tâm lý lấy lòng dân Giọng cứ ngọt như mía lùi Mình phải học ông anh này Cái chiêu dân vận quá đỉnh nói là rất nhanh nhưng xem ra cuộc làm việc của bác chủ tịch hội cựu chiến binh cũng dây muống dây cà lòng hoàng dây điện sơ sơ đã nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy bác ra hoàn toát nhìn đồng hồ nhìn cửa phòng đoàn hữu đóng kín sốt ruột hôm nay ra cổng đài gặp mụ mùi già đen như cháy đến ban tổ chức thì cả trưởng phó ban đều đi họp ở ngoại thành sang ban nội chính thì cả trưởng phó ban đang làm việc với bí thư về đây thì đoàn hữu giam cho hơn 2 tiếng đồng hồ Ấy là đều có lịch hẹn cả Chồng đơn chưa giải được trước nào Vẫn nằm im ỉm trong cặp Điện thoại di động báo chuông Liếc qua thế số của đỗ thiết Hoàn toát lưỡng lự một lúc Rồi cũng bắt máy Chú đi nước ngoài hay sao mà cả tuần nay vắng mặt Đúng rồi Em đi ngoài ra nước Thật đấy Ai lại dám đùa với sếp Tối chủ nhật em ăn phải thức ăn ôi miệng nôn chôn tháo, mệt lử, nằm bệt ở nhà mất hai ngày, sáng nay mới mò đến cơ quan. Anh vừa qua phòng thấy chú khóa, ra cổng, nghe bảo vệ nói chú đi từ sớm. Quay tin à? Ở đâu đấy? Quay chụp gì, em lên ban tuyên giáo con mang cái phỏng vấn cho chương trình tiêu điểm tuần này. Tình hình có nhiều diễn biến mới, chú biết hết mà chẳng cho anh tí thông tin nào. Em có biết gì đâu, bác cứ trộn bắt nọn em cỡ bác còn không biết thì làm sao mà trẻ trâu chúng em biết được. Bà cứ nói thế, trứng lại đòi khôn hơn vịt. Chú cứ làm như anh lên ba ấy, lòng vả giống lòng sung. Chúng mình đi guốc trong bụng nhau, nhất cử nhất động của chú, anh đều đọc rõ. Đừng nói với anh là chú không đứng đơ đi kiện tay Lê Hùng Dũng nhá. Bác nhầm to. Bàn hộp thư của đài trả lời thắc mắc của bạn xem truyền hình về quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ báo chí Thế em quen anh đoàn hữu ở ban tuyên giáo. Họ nhờ chuyển hộ đơn. Chấm và hết. Vậy mà anh lại nghe khác đấy. Thế thì bác phải kiểm tra lại đôi loa với bộ lọc của bác ấy. Ông chủ tịch hội cựu chiến binh huyện Ba Sao đã làm việc xong. Đoàn hữu đứng ở cửa chờ hoàn tác Thôi em xin lỗi, thủ trưởng đoàn hữu đang chờ. Lát về gặp bác hoàn tắt bộ máy cúp ngang cuộc nói chuyện với đỗ thiết vừa rồi là đỗ thiết phải không đoàn hữu hỏi hoàn vâng anh ấy hỏi chuyện bài vở chương trình phát sóng anh dặn chú rồi chỉ việc chuyên môn nhé các chuyện khác cắt đi cẩn thận với ông này chơi dao sắc dễ đứt tay lắm hai người vào phòng đoàn hữu rót nước không phải nước đâu anh trưa rồi uống trà cồn ruột chết Em có cái đơn này, nhờ anh đọc luôn giúp đài cho em. Muộn quá, em xin phép về, để anh cơm nước rồi nghỉ trưa, chiều còn làm việc. Từ từ đã, muộn thì đã muộn rồi, đơn từ gì, cho anh biết qua chứ. Dạ, ngày tin con người của Trung ương điều về làm giám đốc đài, nhưng không phải là nhà báo. Bạn hộp thư bạn xem truyền hình và nghe đài, tập hợp thắc mắc của dư luận trước khi phát sóng, muốn báo cáo và xin ý kiến của anh. Ơ kìa về nhân sự thì phải gửi sang bên tổ chức tỉnh ủy hay tổ chức chính quyền tỉnh, sao lại vòng sang anh cho mất thời gian? Dạ tuyên giáo chỉ đạo toàn diện, đài phải báo cáo chưa ạ? À. Bên tổ chức chúng em cũng có gửi. Nếu chỉ thế thôi thì anh cũng không cần bóc thư, chú chuyển thư này xuống văn thư để họ vào sổ cho đúng quy định. Anh sẽ thay mặt trưởng ban trả lời chú ngay bây giờ đoàn hữu ra bàn làm việc, lật tìm một văn bản trong chồng tài liệu xếp ngay ngắn trên bàn. Anh tìm quyết định 343 Bọn em thuộc lao rồi. Ghê nhỉ? Mà đúng thôi, quyết định này sát sườn với đài báo các cậu. Nếu thế thì anh không cần phải đưa chú quyết định 343 nữa, nhưng thông tư này chắc chắn là chưa về tới các chú. Thông tư gì hả anh? Thông tư 27, các chú quên rằng khi nghị quyết mới ra đời thì phải tổ chức học tập quán triệt sâu rộng tới từng đối tượng sau khi thấm nhuần mới triển khai. Triển khai trước, triển khai điểm hay triển khai diện hẹp, sau đó họp rút kinh nghiệm, phân tích thuận lợi khó khăn, tác dụng hiệu quả đến đâu, cần phải tháo gỡ vướng mắc cởi bỏ những nút tất nào rồi mới đưa ra đại trà. Với các quyết định của chính phủ, bao giờ cũng phải đi kèm thông tư hướng dẫn của các bộ ngành liên quan với chức năng quản lý nhà nước để cấp thực hiện triển khai cho đúng có những quyết định nghị định quan trọng bao trùm liên quan tới nhiều bộ ngành nhiều đối tượng thực hiện thì phải có thông tư liên bộ liên ngành mà thông tư hướng dẫn bao giờ cũng chậm cũng sau một thời gian lý do là bộ phận tham mưu ra thông tư phải ra soát tình hình tìm hiểu điều kiện và năng lực thực hiện của các đối tượng thụ hưởng chính sách đặc biệt là phải xem xét tới hoàn cảnh đặc thù vùng miền để hướng dẫn cho sát nếu không thì mỗi đời hiểu một cách, áp dụng vận dụng một kiểu là không đạt yêu cầu. Nghị quyết quyết định, nghị định đó, không đi vào cuộc sống. Nghe anh giải thích em nhức hết cả đầu, lắm bước quá. Tóm lại là điều cán bộ này về đài đúng hay không đúng, chúng em chỉ cần biết ngắn gọn thế thôi. Đấy, cái giờ của các nhà báo như chú là nóng vội, chưa xem xét thấu đáo đã phát ngôn. Chú anh em, anh mới nói kỹ để chú hiểu. Đấy là những kiến thức cơ bản trong quản lý sau này làm cán bộ cấp cao hơn thì chú mới thấy tác dụng của việc nắm rõ quy trình. Thông tư 27 hướng dẫn rất cụ thể. Trong đó nói rõ nếu rơi vào trường hợp đặc biệt thì thực hiện thế nào. Phần này khi bố cục văn bản người ta thường xếp ở cuối. Giống như ngày xưa anh em ta đi học xa, gửi thư cho bố mẹ ở nhà, hỏi thăm đủ kiểu từ ông bà cha mẹ đến các anh chị em, lan man sang hàng xóm. Kể lể dài dòng chuyện học hành tiến bộ, thành tích thi cử, cuối thư thì mới à quên hay tái bút, gửi cho con ít tiền. Đấy mới là phần chốt, mục đích chính của người viết thư. Các chú khi đọc, khi viết, khi nghiên cứu văn bản thường không để ý hay lướt qua. Nhưng những dòng cuối, phần cuối, các chuyên gia thường khai những điều, những từ rất hiểm. Có khi một từ có nhiều cách hiểu, nếu không tin sẽ mắc lỗi gọi là bẫy văn bản, văn bản trói Ngược lại, cũng có trường hợp từ đó lại là chìa khóa mở ra cách vận dụng gọi là nút gỡ cán bộ giỏi không chỉ áp dụng mà còn phải biết vận dụng quy định ví dụ như quy định được làm cái này được làm cái kia mình thực hiện theo là đương nhiên đấy là áp dụng còn không được thế này không được thế kia tức là cấm cấm thì không được vi phạm mình phải tìm ra những gì không cấm thì mình làm đấy là vận dụng điểm nữa ngoài phạm vi các quy định ra bao giờ người ta cũng quyết định cũng thòng một câu trong trường hợp a trường hợp b trường hợp x thì chú để ý mà xem ngay trong hợp đồng kinh tế mua bán giao dịch luôn có câu này em hiểu rồi như trong quy định về bảng giá quảng cáo trên sóng truyền hình phát thanh bọn em quy định rõ mức tiền thời lượng khung giờ mức giảm giá từ bao nhiêu đến bao nhiêu tùy theo giá trị hợp đồng vượt quá mức quy định này là trường hợp đặc biệt do giám đốc, thủ trưởng cơ quan được quyết định và tự chịu trách nhiệm. Đúng rồi, điều này áp dụng trong mọi trường hợp, nhất là quyết đáp chính trị. Nó giúp cho công việc xuôi thuận và giữ cho người lãnh đạo luôn đúng. Nếu quyết đáp đó là vì tập thể, vì cách chung. Bổ túc cho chú mấy đường cơ bản vậy thôi. Giờ trở lại thông tư 27. Chú xem đi. Hoàn đón tập giấy, lật lướt từng trang đọc kỹ, đừng có lướt như lướt báo ấy. Quy định có ba trang, mà thông tư hướng dẫn cả chục trang. Hoàn cười. rõ là thế, hướng dẫn thì phải rõ ràng chi tiết, nên bao giờ cũng dài hơn. Do vậy người ta mới nói là nghiên cứu văn bản, chứ còn nói là xem văn bản đâu. Anh sao cho xuống một bản, đem về nghiên cứu rồi giải thích cho anh em. Trong lúc Hoàn đọc thông tư, Đoàn hữu mở tủ mang đồ ăn ra văn bản mang về đọc. Giờ ăn đã. Hôm qua nhà có rỗ, sáng nay chị chú gói xôi gà bắt anh mang đi ăn trưa. Nhiều lắm, hai anh em mình ăn thoải mái. Em mới đọc sơ sơ, trường hợp anh Hùng Dũng chắc vận dụng trường hợp đặc biệt ở trang số 9 anh nhỉ? Đương nhiên rồi, các anh lãnh đạo ban tuyên giáo và ban tổ chức trung ương đã về làm việc với thường trực mình. Tất cả đều nhất trí cao. Đây là phương án tình thế phục vụ công tác đào tạo nguồn của trên tỉnh vẫn phải tiếp tục lo giám đốc cho đài. Anh nói vậy là chú phải hiểu. Tức là mượn sân Bắc Hà để đưa cầu thủ hạng nhất về, cho vào sân ở phút bù giờ, đủ để ống kính truyền hình trực tiếp chĩa vào, rồi sau đó rút lên đội tuyển quốc gia, đúng không anh? Chú chỉ hay tếu táo. Ừ mà ví thế cũng có lý, nhưng chỉ nói vui ở đây thôi nhé. Anh nghĩ đồng chí Lê Hùng Dũng thừa sức đá ở cả hai hiệp chính sang hai hiệp vụ và đá 11 mét ấy chắc chắn sau đó phải lên tuyển. Ghê nhỉ? Dựa đâu mà anh dám chắc thế? Ai biết cầu thủ này đá thế nào đâu? Anh xem anh ấy đá rồi à? Rồi, và nhiều là đằng khác. Thực ra anh mới biết. Biết rồi, thì để và tin. Khéo các anh lại bị dính PR đấy. Không có chuyện ấy đâu. Em thấy nhiều cán bộ tăng cường có bảng thành tích rất đáng để, nhưng về địa phương một thời gian là bộc lộ hết thùng rỗng kêu to, cơ sở thất vọng lắm. Có thể ở ai đó, ở cấp nào đó đã xảy ra tình trạng như chú nói. Anh cũng từng chứng kiến trường hợp như vậy, nhưng với đồng chí Lê Hùng Dũng thì khác. Anh rất tin, như các anh Trung ương và Thường trực đã tin tưởng. Anh còn mong thời gian anh ấy ở tỉnh mình nhiều hơn. Được vậy thì sẽ rất tốt cho chúng ta. Vậy ư? Ừ, em ngạc nhiên đấy. Các chú chưa biết thôi, nếu biết thì cũng tin như các anh anh Văn Đức, giám đốc em có biết về anh Lê Hùng Dũng không? Biết chứ, Văn Đức rất phấn khởi, ủng hộ ngay, tình nguyện xin về hưu luôn. Nhưng thường trực giữ lại, điều động anh ấy sang ban thi đua khen thưởng của tỉnh vì chỗ đó khuyết chân. Anh Văn Đức sẽ gánh thêm nhiệm vụ tư vấn cho đồng chí Hùng Dũng khi cần. Nhất là lúc ban đầu tìm hiểu về đài, về mảng văn xã của tỉnh. Thảo nào thấy bác ấy vui như Tết ấy. Nhiều người bảo còn mấy tháng nữa, giá trên cho bác ấy ở đài đến hết tuổi công tác thì tốt. Đằng này lại bắt lên. Nếu đã thế thì về xử cho xong. Liên ban thi đua cũng chỉ ngồi chơi sơi nước, đọc báo, ngạp vặt chờ hạ cánh. Anh và anh Văn Đức làm việc với bí thư tỉnh ủy, được biết về nhân thân đồng chí Hùng Dũng, anh Văn Đức mừng lắm, còn mong được bàn giao ngay. Ấy. Anh bật mí lộ cho em một ít thông tin về tân giám đốc được không? Có gì bí mật đâu, thứ hai tuần tới, tân giám đốc đài ra mắt. Bí thư giới thiệu, mọi người sẽ rõ cả thôi. Để dành thông tin đến hôm đó, chú Ke sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Anh cũng biết om tin giống cánh báo chí nhỉ? Thì chỉ đạo công tác tư tưởng của đài cũng phải học, phải biết các chú làm gì, làm như thế nào chứ? Điện thoại của Hoàn lại réo chuông. Chú nghe máy đi, chắc anh đỗ thiết gọi đấy. Hoàn cười xin phép đoàn hữu ra về hoàn vừa bước vào thang máy điện thoại lại réo có người không tiện hoàn ngắt máy ra khỏi thang điện thoại lại réo lại ngắt máy vừa ngồi lên xe máy điện thoại lại réo alo hoàn gắt sao chú ngắt máy của anh thế em đang làm việc với sếp sếp nào sếp đoàn hữu giờ này còn làm việc à đấy từ ban nãy anh gọi giờ là gần một tiếng mới xong đưa máy anh chào sếp một câu thôi sếp vào toilet rồi em cũng về đấy chú đừng đánh lừa anh đang hú ý với con nào hả anh điên à không tin gọi cho sếp mà hỏi thế thì về đây luôn nhé đây là đâu quán loan béo dạo này anh chuyển phòng làm việc ra đấy à chú đừng trêu anh về luôn đấy anh bấm giờ đây. Hoàn toát tắt máy, lầm bầm mấy câu, rồi phóng xe đi. Mệt với bố này quá. Phóng xe vội tới nhà hàng, bia hơi loan béo. Hoàn toát không để ý, đã vượt đèn đỏ giao thông. Lại phải trình bày. Lách qua mấy bàn bia bên ngoài. Va vào một đôi đang chạm cốc. Lại xin lỗi. Bực mình. Gặp mấy bạn nhậu mời ngồi cùng. Hoàn toát chỉ vào phòng VIP, ra ý, đã có người chờ. Mấy bợm không chịu bắt phải tu một hơi hết vạn bia mới cho ra chả thèm cõ hoàn toát đẩy mạnh cửa bước vào phòng riêng chỉ có bạc phò mùi già và độ thiết các gương mặt hầm hố trước kia đâu cả trên bàn bát đĩa thức ăn nham nhở văng vãi hoàn toát vừa ngồi xuống chưa kịp thở bạc phò đã đá xoáy tưởng mày nhá mặt chở cờ chuyển làn sang giám đốc mới đang mệt mỏi ức chế về việc ra cổng gặp mùi già đen đùi không được việc bước vào vấp ngay cái mặt vênh vênh của con mụ đáng ghét hoàn toác đã tức điên lại bị bạc phò phủ đầu mấy câu chửi bóng thế là hoàn toác nổi khùng ông nói ai chở cờ đấy chở cái gì mà chở ơ cái thằng này ta đùa một tí mà đùa cái gì mà đùa Để ông hơn tuổi tôi không thoi cho mấy quả phật thủ vào mặt đấy mẹ kiếp ở đây chỉ ông đỗ thiết được quyền mắng tôi ông là cái thá gì mà nhục mạ tôi thôi thôi xin hai chú lỗi tại tôi lúc nãy tôi gọi điện thoại có ý ngờ oan chú hoàn làm việc với phó ban thường trực ban tuyên giáng tật về muộn lại đói nên cáu tí chú bạc chờ lâu nên cũng bực đùa vui nói mát không đúng lúc đấy mà là đùa chửi bố người ta mà bảo là đùa rất nhiều lần như thế rồi tôi không thèm nói mẹ già dáng tổ trưởng kiềm thính là cái gì? Còng lưng đi hầu các ông, giờ để các ông chửi à? Ai chửi? Chú chỉ được cái... Anh bảo được cái gì? Ông ấy bảo chở cờ nhá mặt, tức là kết tôi là thằng phản phúc, phản bộ anh em, thằng đều giả. Nếu không quá là chửi bố tôi à? Chả gì tôi cũng là phó trưởng ban, ông chỉ là nhân viên cấp dưới, nhờn nó quen. Mày bảo ai nhờn? Thằng 50 tuổi nhờn với thằng 40 tuổi à? Mày mới là thằng láo ấy. Biết lỡ mồm, tao đã nhịn từ nãy đến giờ, mày càng được thể, càng ngam ra. Không chịu được nữa, bạc phò bật dậy. Độ thiết và mùi già can thiết nào cũng không được. Tao nói cho cái mặt mày biết, không có tao xin vợ ông Văn Đức, thì mày đừng hòng mà ngồi vào cái ghế phó trưởng ban bây giờ. Chuyện nọ sọ chuyện kia, hai ông này hôm nay làm sao thế? Thôi đi. Mùi già can. Thế thì tôi cũng nói lại cho cái mặt ông nhớ nhá. Thằng Hoàn Toác này không dạy ông 5 vê đúp, thi hộ cho ông Đỗ Trường Báo, thì giờ ông vẫn còn ngồi kéo lê, sái miệng alo ở cái ghế MC đài truyền thanh xã. Mơ cũng không có chuyện nhảy về đài huyện, chứ đừng nói cả gan mon men đến đài Bắc Hà mà khua môi khua mép. Mẹ kiếp một lũ vô ơn. Vẫn ấm ức, chưa nuốt trôi cục tức, Hoàn Toác ứa nước mắt đứng lên, nói với Đỗ Thiết. Tôi chả cần gì nữa, từ nay có mặt ông Bạc thì đừng gọi tôi, Ừ hay cái chú này Chú Bạc chú Hoàn Có thôi đi không Tao cũng chẳng thèm ngồi với hạng mày Thôi biến đi Chào bác Đỗ em ngược đây Mẹ bố thằng trọi con tinh vi Đùa với chó chó liếm mặt À thằng bạc phò kia Mày bảo ai là chó hả Tiền sư mày Mày có giỏi thì quay lại đây Hoàn nhau về phía bạc Thiết lao sang ôm giữ hoàn Bạc phò bỏ ra trước mùi già hớt hải chạy theo túm áo kéo lại, bị bạc vung tay ẩy ngã, lăn đùng ra sàn. Trong phòng chỉ còn đỗ thiết và hoàn toát. Thôi, tôi lại chúng, thằng bạc hôm nay là sai. Tiền sư lão ấy, nó lại bảo nhờn với chó. Ai là chó? Nó mới là chó ấy. Đã bảo thôi mà, lỗi tại tôi tất. Đúng thế, đã dùng thì phải tin, không tin thì đừng có dùng anh là chùm đa nghi. Chú nói thế không được, anh không phải là người đa nghi. Anh là bố Tào Tháo, anh tưởng bọn tôi ngu lắm sao? Nghe tin đứa này, xong lại kiểm tra qua đứa kia, đem tin của hai đứa hỏi lại đứa thứ ba, rồi lại tung đòn gió thử lại. Thế không là đa nghi thì là cái gì? Đấy gọi là chắc chắn, cẩn thận. Chú chỉ được cái hay suy diễn. Thôi, không vạch áo cho người xem lưng nữa. 15 phút nữa mới tới giờ họp mà mọi người đã đến đông đủ. Hai bên hành lang hội trường từng tốp từng nhóm, tụm nhau chè nước rôm rả, đốt thuốc lá khói ung. Không khí chuyện trò có vẻ cởi mở trở lại, không nặng nề như các lần họp trước. Chắc vì việc nhân sự đã ngã ngũ. Trước đây chưa rõ ai, các ứng viên đều ngang ngửa nhau. Cổ động viên đối lập luôn tung ra các chiêu PR cho người của mình và bôi nhọ dìm hàng đối thủ nên họp hành luôn căng thẳng bởi những cuộc khẩu chiến đầy lửa. Bây giờ coi như ván đã đóng thuyền. Nội dung các tốt bàn tán râm gian đã chuyển chủ đề về giám đốc mới. Trẻ thì có trẻ rồi, bằng cấp phẩm hàm cũng tươm tất cả. Các ông có biết chuyên môn chính của tân giám đốc là gì không? Tôi nghe nói nhiều bằng nhiều nghề, công tác cũng luân chuyển nhiều cơ quan, chả biết đâu là nghề chính. Thế bảo ngành xây dựng kỹ sư thông gió cán bộ đoàn chứ không đã thế này ông anh con bác ruột tôi ở hà nội gần nhà tân giám đốc nhà mình lại cùng cơ quan với vợ của tân giám đốc nên biết rõ về sếp kể đi xem nào sếp trước đây học đại học xây dựng bằng là kỹ sư thông gió thật nhưng sếp không làm nghề và trường đại học năm đầu tiên sếp đã là cán bộ đoàn trường đi theo ngạch ấy làm bí thư đoàn trường đại học rồi lên trung ương đoàn ban đầu ủy viên ban chấp hành sau chúng bí thư trên cho sang Nga đào tạo bằng tiến sĩ triết học là lấy ở Nga về nước xếp vào làm việc ở viện khoa học xếp là con liệt sĩ chống Pháp vợ xếp cũng thế chuyện như tiểu thuyết đấy hai ông bố là hai bạn du kích cùng thôn trong một trận can hai ông rút xuống hầm bí mật bị chỉ điểm địch vây quanh hầm phát loa gọi hàng các ông bật nắp ném lựu đạn rồi nhảy lên mở đường máu nhưng không thoát cả hai hy sinh. Mỗi ông đều được một con, người có con trai, người có con gái. Hai bà vợ liệt sĩ không lấy chồng, ở vậy nuôi con. Sau lớn lên, cho hai đứa trẻ mồ côi cha lấy nhau, là xếp hùng dũng bây giờ đấy. Tội nhỉ, các cụ ngày xưa trọng nghĩa lắm. Lý lịch đỏ như vậy đưa vào diện cán bộ nguồn để đào tạo là quá đúng. Hạt giống đỏ là đây chứ đâu. Thế bà ông này rất giỏi, Hình như trước có làm thư ký hay trợ lý cho một ông to nào đó. Tóm lại cũng chỉ nghe nói, xếp ở Trung ương nên anh em mình không có kênh tiếp xúc. Làm sao mà biết rõ được, phải tìm hiểu dân thôi. Nhưng mà đột ngột nhỉ, chẳng có sự lệnh, động lệnh, thăm dò, thăm khảo gì. Đùng một cái như pháo nổ, thế mới gây, chẳng có xếp bự nào chống lưng. Thông thường là thế, nhưng ở đây tôi đồ rằng, chống lưng thì phải đi lên chứ đằng này đang hàm tổng cục trưởng về đài Minh là tụt xuống phụ trưởng đấy cũng là một kiểu đá đấy ông ạ điều chữ chi mà dích rắc xuống lên ngang ngược phải trái rồi rẽ rồi vọt nhảy người nói về trắng men cơ sở xong là đi lên chả biết thế nào nhưng mà không phải nhà báo về lãnh đạo cơ quan báo chí là sai quy định hình như đã có tay nào hóng được tin vác đơn đi khiếu nại rồi Quý vị và các bạn vừa theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết sóng độc của nhà văn Trần Sa Thái. Hệ thống truyền thông phi chính thống trong đơn vị Đài Bắc Hà dường như không còn phát huy tác dụng khi mà mọi người trong đơn vị dần biết về lý lịch nhân thân của đồng chí tân giám đốc Lê Hùng Dũng. Anh em dường như thận trọng hơn trong từng câu đói. Chương trình hôm nay do biên tập viên Dương Hà chủ biên phát thanh viên việt hùng kỹ thuật viên hương giang thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn